Xin chào các bạn. Giảm cân để có một vóc dáng đẹp là mục tiêu của một phần không nhỏ các bạn có thân hình hơi Doraemon, đặc biệt là các bạn nữ. Tuy nhiên, các bạn đã tìm được cho mình một chế độ ăn kiêng phù hợp hay chưa? Nếu lên mạng, các bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tràn lan đại hải rất nhiều những bài viết, video chia sẻ về cách giảm cân, thậm chí có những phương thuốc được quảng cáo là thần dược giảm cân. Nhưng liệu theo những phương pháp, những bài thuốc này có hiệu quả, và nếu hiệu quả thì có an toàn hay không? Và nếu bạn vẫn mông lung với những vấn đề kể trên thì bạn hãy yên tâm, vì sau đây mình sẽ giới thiệu tới các bạn một phương pháp giảm cân đang rất hot trên toàn thế giới, là thế giới luôn chứ không phải Việt Nam nhé. Đây là phương pháp được đánh giá là an toàn, hiệu quả và có căn cứ khoa học đàng hoàng. Hơn nữa, phương pháp giảm cân này còn được đưa ra bởi một nhóm những nhà khoa học chuyên nghiên cứu về dinh dưỡng cho các phi hành gia. Và phương pháp này thì có tên là 13 ngày giảm cân theo chế độ ăn của phi hành gia. Bạn có thể lên Google và tìm kiếm thực đơn 13 ngày cho phi hành gia, hoặc bằng tiếng Anh 13 Day Astronaut Diet. Bạn sẽ thấy rất nhiều bài viết về phương pháp này và xem những đánh giá cao từ cộng đồng mạng trên toàn thế giới. Và thậm chí ngay cả trên YouTube đã có rất nhiều video nói về chủ đề này, nhưng nếu bằng tiếng Việt thì các video còn sơ sài và chưa có giải thích rõ ràng, chi tiết. Phương pháp này ra đời như thế nào? Đó là khi bay ra vũ trụ, các phi hành gia đòi hỏi phải có một chế độ ăn với thực đơn đặc biệt và đầy đủ dinh dưỡng để tránh gặp các vấn đề về dạ dày và phù hợp với môi trường không trọng lực. Vậy nên, các chuyên gia về dinh dưỡng đã nghiên cứu và cho ra đời một chế độ ăn dành cho phi hành gia trong 13 ngày trước khi họ bay, và khi áp dụng vào thực tế thì thật bất ngờ. Ngoài mục đích dành cho các phi hành gia họ đã đạt được, các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra chế độ ăn này giúp mọi người giảm cân, mà giảm cân cực kỳ hiệu quả và an toàn. Theo nghiên cứu cho thấy có thể giảm tới 40 pound trong 13 ngày. Chỉ cần áp dụng đúng 13 ngày, không được hơn, không được kém, bạn sẽ đạt được những kết quả đáng mơ ước trong việc giảm cân. Các bạn nghe đã thấy hào hứng chưa? Nhưng mà để an toàn, trước khi bắt đầu tìm hiểu về cách áp dụng, mình có một số lưu ý từ các chuyên gia mà các bạn bắt buộc phải ghi nhớ. Nếu vi phạm, chẳng những bạn sẽ không đạt được mục tiêu mà còn có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Lưu ý thứ nhất là trong quá trình 13 ngày này, các bạn không được uống rượu, không được uống bia, không được ăn đồ ngọt hay kẹo cao su hay bất kỳ đồ ăn vặt nào, vì nó sẽ làm mất tác dụng của phương pháp này. Thứ hai, nếu bạn bỏ dở quá trình này, bạn không được thực hiện lại trong vòng ít nhất là 6 tháng. Thứ ba là nếu bạn đã hoàn thành đầy đủ một quy trình 13 ngày, bạn sẽ không được thực hiện trong ít nhất là 2 năm. Thứ tư, bạn có thể cho tỏi, hạt tiêu và các loại gia vị, nhưng tuyệt đối không được cho muối vào thức ăn. Thứ năm là sau 13 ngày, bạn hoàn toàn có thể ăn uống bình thường, nhưng khuyến khích các bạn hãy dành 1 đến 2 ngày mỗi tuần để ăn kiêng một chút. Và thứ sáu là tránh các bài tập vận động mạnh, bởi vì trong thời gian 13 ngày này sẽ không đủ calo để đáp ứng. Sau đây, mình sẽ đưa ra danh sách những loại thực phẩm không được ăn và những thực phẩm nên ăn theo phương pháp này. Các bạn chỉ cần lựa các thực phẩm ở danh sách nên ăn và tạo ra thực đơn cho riêng bạn thì sẽ vừa đảm bảo đúng phương pháp, vừa ngon miệng và phù hợp với bạn. Và nếu các bạn muốn giảm cân nhiều hay ít thì hãy lên mạng để tính lượng thức ăn bạn nên nạp vào bằng cách căn cứ vào lượng calo cần nạp vào mỗi ngày. Cái này thì trên mạng có hướng dẫn rất nhiều và chi tiết. Bạn nào không rõ thì có thể comment để mình hỗ trợ. Ngoài ra, mình cũng sẽ đưa ra một vài gợi ý về thực đơn mỗi ngày để các bạn tham khảo. Trước hết là những thực phẩm không được sử dụng trong quá trình ăn kiêng này. Đầu tiên là nước ép hoa quả và nước có ga, bởi vì những thức uống này chứa rất nhiều đường. Thứ hai là đồ uống có cồn, bởi vì trong đồ uống này chứa nhiều calo. Thứ ba là muối và đường. Đường thì hiển nhiên là không được sử dụng, còn muối thì bạn cũng không được sử dụng, bởi vì nó sẽ khiến cơ thể bạn dự trữ nhiều nước. Thứ tư, tránh ăn khoai tây, cà rốt, củ cải đường, vân vân, bởi vì trong những thực phẩm này chứa nhiều đường và chất béo. Thứ năm là không ăn cơm và bánh mì, ngũ cốc, bởi vì những thực phẩm này chứa rất nhiều carbon hydrate. Thứ sáu,
các sản phẩm thịt sông khói. Tránh ăn các sản phẩm này bởi vì vốn dĩ nó đã không tốt cho sức khỏe của bạn, nên theo phương pháp này thì càng cần phải hạn chế. Ngoài những thực phẩm đã liệt kê ở trên, bạn có thể thoải mái ăn các thực phẩm còn lại, nhưng hãy lưu ý những thực phẩm nên ăn dưới đây. 1. Là ăn cá thay cho thịt bò, ăn trứng thay cho giăm bông. 2. Là ăn nấm. 3. Là thịt gà. 4. Là cà chua và dưa chuột. 5. Là các loại rau cải, súp lơ, đậu xanh, xà lách, rau diếp. 6. Là quả bí ngô. 7. Là phô mát và đậu phụ. 8. Là sữa thực vật không đường. Và sau đây là một vài thực đơn phù hợp với người Việt Nam để các bạn tham khảo. Vào bữa sáng, có thể kết hợp ăn trứng bác với nấm và cà chua, uống cà phê hoặc trà không đường. Hoặc ăn trứng tráng với phô mát kết hợp với cà phê hoặc trà không đường. Vào bữa trưa thì có thịt lợn, rau diếp, súp rau, hoặc là gà nướng với salad, hoặc là salad trứng với canh cà chua. Còn bữa tối, thịt bò với đậu xanh và bông cải xanh. Ok, thực ra thì mình nấu ăn không giỏi, nên việc sáng tạo ra thực đơn cho ngon và đầy đủ là dành cho các bạn. Nhưng các bạn phải nhớ kỹ là hãy chọn thực phẩm trong danh sách nên ăn. Và hãy nhớ khi thực hiện thì phải thực hiện cho đủ 13 ngày, còn nếu không thực hiện thì không thực hiện hẳn. Chúc các bạn đạt được những mục tiêu giảm cân và có một vóc dáng khiến người khác phải thèm thuồng. Cảm ơn các bạn đã xem video.